cái chuyện của cô em dâu của thầy Minh Tuệ và cả em trai của thầy Minh Tuệ. Tôi đi sâu vào vấn đề hôm nay nè. Hồi trước này á, tôi cũng đã có tham gia về vấn đề thầy Minh Tuệ này rồi, mà hôm nay là tôi nghe cái cô em dâu này nói á, lên cộng đồng mạng này á, mà hôm nay á, tôi nghe cô này nói á, là tôi rất là bức xúc, nhưng tôi cũng lắng nghe để thử coi cái ý định của cô này, nghe cộng đồng mạng đóng góp và thử coi cái cô này trả lời như thế nào. Nhưng mà tôi chưa thấy cái cô này đúng là một cái người phụ nữ coi như là có đức hạnh. Hôm nay tôi mới nhắn gửi cho cô Linh như thế này nè. Cô nên nhớ cha của thầy, cha mẹ thầy Minh Tuệ sinh ra được bốn người con, mà trong khi đó là cha mẹ thầy Minh Tuệ đã chia phần cho mỗi đứa con, có một cái phần, có một cái miếng ăn, cũng như là cũng có một cái nồi cơm để ăn, dựa vào đó mà sinh sống tạo ra một cái gia đình. Nhưng mà con người của cô với chú Thịnh là coi như hai vợ chồng cô là thiếu một cái ý thức, cái tình người, hầu như cái tình người vợ chồng cô không có. Bây giờ tôi phân tích nè, vợ chồng cô có nghe được cái đường live này hôm nay của kênh Anh Lang Thang Sài Gòn này rồi cô mới nằm suy nghĩ đi. Thằng Thịnh nè, chú Thịnh nè, cái người đàn ông chú nên suy xét cái chỗ này. Ông anh mình không nhận cái phần đó mà để lại cho anh em mình hay là vợ chồng mình hưởng thêm một cái phần chút xíu nữa, mà bỏ xuất thân ra đi tu để tìm con đường chân lý của đạo của như vậy. Cô thấy đi, chú thấy đi, ông Minh Tuệ này có tham hay không? Ông không có tham, có nghĩa là cái phước đức lớn của gia đình này, cha mẹ của ông Minh Tuệ là cũng một cái người tạo ra một đứa con vậy, cũng là một cái phước đức lớn. Nhưng mà vợ chồng của chú Thịnh với cô Linh này không có cái lòng con người, mang hình hài dốc dáng con người, nhưng mà đầu óc không phải là loài người. Tại sao vợ chồng của cô với của chú ăn sung mặc sướng, nằm trong cái cảnh mà chăn êm nệm ấm, mà không có nghĩ tới cái ông anh mình để lại cái miếng ăn cho vợ chồng mình, mà bây giờ ảnh phải đi, bản thân ảnh phải đi xin ăn, có nghĩa là hành theo cái hạnh Đầu Đà, ổng xin ăn được bữa có bữa không, rồi một ngày ăn chỉ một bữa cơm chay vậy thôi, đôi khi không có là phải uống nước lã, rồi ban đêm ngủ thì vô trong rừng hoặc một cái nhà hoang, đôi khi bị mưa nó ướt đẫm người, nhưng mà cái lạnh lẽo, rồi cái kể cả con côn trùng nó cắn. Như vậy là lòng người của mấy người ở đâu? Mấy người là con thú hay gì? Mấy người thua con vật, con chó mà nó đẻ con nó ra, đôi khi người ta chỉ cần đạp thôi là nó còn biết bảo vệ con nó còn phải phải có cái thái độ, nó phải giữ giữ con nó. Còn con người anh của mình như thế đó, mà tại sao mình không có cái lòng thương mà mình lại đi sân si, rồi bây giờ lại nổi thêm cái ganh tị. Đây nè, cái lúc ông Minh Tuệ á, ông ẩn tu á, cô vợ của chú Thịnh này nè, là cô Linh nè, có loan cái tin là thầy Minh Tuệ sẽ trở về cái cốc ở đó. Như vậy để chi? Để cho bà con trông ngóng, để hỏi thăm liên hệ với cô Linh, với chú Thịnh, coi chừng nào thầy về, đặng người ta ái mộ, người ta hâm mộ thầy, đặng người ta đi tới đó. Tới đó để làm cái gì? Tới đó để người ta chiêm ngưỡng, người ta bái bái lại thầy, có nghĩa là cái đức tin của thầy, cái đức tu của thầy cao cả như thế đó đó, thì cô được cái lợi, cô mở ra cô mua bán hàng online, người ta đâu có phải là ham cái đồ của cô quý đó, đồ cô bán nó đâu phải quý hiếm trên xã hội này, chỉ có mình cô độc quyền mà có đâu. Người ta đến đó người ta muốn lấy lòng,
lấy lòng của cô chú. Cái đó là cái tâm lý, cô đánh vào cái tâm lý con người của người ta. Người ta hâm mộ ông Minh Tuệ, người ta kính nể ông, thì đây là em gì của ông, em ruột và em dâu, là coi như gia đình ông Minh Tuệ. Bây giờ cái món đồ đó giá trị mấy chục ngàn, nhưng mà ta đưa mấy trăm ngàn, người ta vẫn không cần thối. Cô hiểu không? Tâm lý cái người Việt Nam mình, người hâm mộ là người ta lịch sự, người ta rất là tôn trọng cái người đó, rồi ta ái mộ, rồi là cái người nhà người đó, người ta cũng vẫn trân trọng, ta đặt cái niềm tin cao như thế đó đó. Những lời tôi đoán đây là không sai đâu nha bà con. Tôi nói lên đây là đó là tâm lý nha, thật sự nha, không sai nha. Không phải là những món đồ, những món hàng cô bán đó, đồ xài cũng vậy mà đồ ăn cũng vậy, không phải là độc quyền trên Việt Nam này có mình cô có đâu, nhưng mà cái đồ đó ta biết trị giá không bao nhiêu hết, nhưng mà vì cái chỗ đó đó người ta muốn lấy lòng để vừa được biết tin tức thầy mà vừa được đến đây được gia đình trọng quý nha. Cô trân trọng người ta bằng cái lời ngon tiếng ngọt để cô lấy đồng tiền thôi, chứ con người cô với chú Thịnh là không còn lương tâm con người, đồ thất đức. Một lời nói cô lên trên mạng, cô tuyên bố cô là người đàn bà mạnh dạn lắm, ai nói là cô bụp liềm, cô không có sợ ai, không thua ai hết, không sợ ai hết. Con người cô ăn nói em của một người tu hành có tiếng, cái tâm cả thế giới đều tôn trọng hết, mà một lời ăn nói tế nhị cô không ăn nói được là cô đã đổ mặt dạy rồi. Cha mẹ cô á sanh cô ra nhưng mà hầu như sự giáo dục không có, rất là non nớt, hay là không biết là hồi đó lụm cô trong xó rác nào rồi không dạy được cô. Cho nên nếu một người cha mẹ mà tạo cô ra được, mà nằm vô được cái gia đình này mà được có tai tiếng tốt như vậy, kể cả trong và ngoài nước ai cũng kính trọng, ít nhất cũng phải dạy con mình à, con ơi ăn nói phải lễ độ như thế nào, cuộc sống con phải phải từ cái ăn cái đứng cái nói phải như thế nào con à, tặng cho đừng có mang tiếng bên gia đình chồng, đó là một con người mới tốt. Hay là đôi khi cha mẹ cô biết dạy mà cô không biết, cô không biết nghe lời, tôi cũng chưa biết cái chuyện đó là lỗi do cô hay là do cha mẹ, nhưng mà con người của cô, một người đàn bà phát ngôn lên trên cái xã hội nhiều câu nói là coi như là cô bất chấp, cũng như người ta nói là tao comment như thế nào cô đọc trong đó, cô nói cái cốc của cô hay là cốc của người ta, cô mắng người ta. Tôi nói thiệt, cái danh từ bây giờ mà cô với thằng Thịnh mà xưng cái cốc của cô với của thằng Thịnh á là nghe nó nhục nhã. Cô có tu ngày nào đâu mà có cái cốc cái am, cái cốc cái am á là của những người người ta tu hiền, người ta lánh xa cái trần thế này, người ta muốn cởi bỏ cái xác thể này, người ta rèn luyện cái bản thân của người ta lánh đi cái thế gian này, thì người ta tu tâm dưỡng tánh, người ta mới lập cái cốc để người ta tu hành, ta dưỡng tu tâm dưỡng tánh đó, hiểu không? Còn cô, con người cô á ăn nói cũng như dân gì đâu á, dân hầu như là dân đá cá lăn dưa gì, chứ không phải là một cái người đàn bà phụ nữ hiền từ đức đức hạnh. Mà cô nói cô có cái cốc của cô với cốc của thằng Thịnh, thì cái cốc của cô với cốc của thằng Thịnh đó hả, là xài cái danh từ đó là sai rồi nha, bỏ đi để người ta cười đó. Ăn nói như cô mà nói vậy là ta cười. Còn hôm nay tới cái chú Tứng là anh của sư Minh Tuệ đó, từ đó giờ chưa bây giờ lên cộng đồng mạng mà để nói cái gì, mà hôm nay tôi theo dõi kỹ lại rồi mà thành lập một cái mà để cho bảo cái công ty mà để bảo vệ á cho sư Minh Tuệ này á, là những cái đường đi nước bước của chú Tấn này với của cô em gái này rất là đáng khen. Bởi vì một người công dân sống trong một cái đất nước thì phải chịu với một cái hệ thống, là một người công dân của đất nước Việt Nam thì cũng phải nằm dưới hệ thống của một cái luật pháp. Thì bây giờ thầy Minh Tuệ này đã tu theo cái hạnh Đầu Đà, thì trong giáo hội là không nhìn nhận thầy này tu như vậy, là giáo hội không đồng ý. Bởi vì tu gì mà cực khổ theo cái Đức Phật quá vậy, cái đường của Đức Phật đi trước mà ông này học theo y như cái hạnh của Đức Phật ngày xưa, thì ăn một ngày có một bữa hả, mà chỉ một cái bình bát, mà giờ không xài cái bình bát mà xài cái lõi nồi cơm điện, rồi mặc cái áo thì cũng không lành lẹ, không lành lặn gì hết,
mà gắt gớ cơ hàng như vậy, lụm từ miếng vải nghĩa trang nghĩa địa để giặt kết lại thành một cái mảnh mảnh áo vậy mà để mặc, như vậy là xấu quá. Thành ra giáo hội không có đồng ý, làm vậy là lem lúa của giáo hội đi, thành ra giáo hội không có chấp nhận cái ông này. Thì ông này ổng cũng tu theo cái người dân Việt Nam, ổng tu theo, ổng học theo sách vở của ngày xưa của Phật để lại vậy, thì ổng tu theo hạnh vậy, thì giáo hội không nhìn nhận. Thì bây giờ ổng có đứng ra, ổng đâu có vô được trong cái hệ thống của giáo hội hay là vô trong cái thiền viện nào để ông tu đâu, thành ra không vô được cái chùa nào nữa, thành ra ổng đi riêng cái đường của ổng mà theo Đức Phật dạy. Thành ra từ cái giờ bây giờ chú Tứng này chú mới nghĩ ra bây giờ phải thành lập một cái công ty, để cái công ty đó có trách nhiệm và bổn phận phải phải bảo vừa bảo vệ cho sư Minh Tuệ cái đường tu ổng, mà vừa đúng với luật pháp, để có chuyện gì xảy ra là phải có người chịu trách nhiệm vào cái đường tu của ông sư Minh Tuệ này. Ổng tu rồi ổng có chuyên truyền được cái chuyện gì mà đúng hay là sai, nếu đúng với luật pháp thì thôi, còn sai với luật pháp là người đứng ra đại diện phải chịu trách nhiệm. Đó là con người, người ta có trí tuệ, có trí thức, người ta làm như vậy vừa đúng lực đạo mà vừa đúng lực đời. Thành ra từ cái chỗ đó cô ganh ăn ghét ở chứ gì. Bởi vì lúc trước á, người ta ấy, hâm mộ thầy á, thì người ta về với cái cốc đó, ghé qua cái nhà của cô mua hàng online, cô có lợi quá. Thành ra từ hôm nay cô nghe nói anh Tứng này với cô em gái đó để thành lập được cái công ty này để bảo hộ cho thầy Minh Tuệ, thì cô nhảy dựng lên chứ gì. Cô nghĩ mất cái quyền lợi, cô mới nói cái chuyện này ấy, cái tuồng này, cái phim này nó còn dài lắm, cái diễn còn hay lắm, không có cách không chấm dứt đâu này kia nọ, để đó mà nhìn đi. Cô nghĩ ngay là ông Tấn này thành lập cái công ty này thì để bảo hộ ông Minh Tuệ này. Cô còn nói đó là ông Minh Tuệ là một cái mồi là béo bở của nó. Cô gọi ai là nó? Anh chồng cô mà cô gọi là nó là cô con người mất dạy rồi. Cô vì cái đồng tiền, vì cái trục lợi gì đó mà cô đứng ra cô nói câu đó là nội người ta biết cô tham à. Lòi cái tham của cô ra trắng trợn rồi, là chỉ cần một tiếng nói là biết cô cái loại con người cô tham mất dạy rồi. Nói thẳng ra con người cô không có hậu. Cái lời ăn tiếng nói là thấy cũng vậy rồi, mà nội cô đặt vấn đề đó là ta biết cô tham rồi. Có hiểu không? Có hiểu không? Nói thẳng đối với cô Linh bây giờ trên mạng xã hội này, bao nhiêu người mà nhờ cậy vào vấn đề cái lời nói của cô mà để tìm hiểu lúc mà thầy Minh Tuệ mà ẩn danh ẩn tu, thì coi như những người đó người ta thừa hiểu khả năng của cô như thế nào. Chứ bây giờ danh dự uy tín của cô trên xã hội này không có, coi như là bỏ sọt rác hết rồi. Lúc mà cô phao tin mấy bữa nữa là thầy Minh Tuệ về đó, lúc đó có nhận được nhiều quà cáp không? Nhiều nhiều vấn đề mà vật chất không? Có, đều có hết. Khẳng định với cô đều có hết. Chuyện gì mình đừng làm là xã hội ta không biết, mà mình có làm là xã hội ta biết. Ta rất thông minh, ta nghe, ta hiểu thoáng ra là ta biết con người được cười cái rồi. Nha, tôi nói cho vợ chồng cô biết không, chú Thịnh á, là một thằng đàn ông tồi. Một thằng đàn ông quá bẩn thỉu đối với bản lĩnh một người đàn ông. Đừng có nói là em hiền. Mình phải giải thích cho con vợ mình nghe. Anh mình đã đi, em ơi, anh mình đã đi, bỏ lại những cái quyền lợi cha mẹ đã ban cho ảnh, mà để lại hôm nay vợ chồng mình có hưởng đây, thì mình phải tôn trọng anh mình lúc khổ sở cái bản thân như vậy, cơ hàng như vậy, mình ngày giờ này vợ chồng mình đầy đủ như thế này, thì mình phải tôn trọng, mình phải quý anh mình. Còn anh mình với vợ mình, hai vợ chồng mình bất lực, không bảo vệ được cho anh mình, thì ông anh lớn của mình là anh cả, anh hai đó, anh Tuấn đó, bảo vệ được. Thì vợ chồng mình phải ủng hộ một phần nào đó, hoặc một tiếng nói nào đó, hay là một việc làm nhỏ nhất gì đó, để cho ông anh mình được một cái ngày thảnh thơi, hay là nó được thoải mái. Vậy mình mới biết là cái tình người đối với anh em mình, mà mới biết để cho cha mẹ mình vui, mình mới là con người em à. Chứ còn em nói tầm bậy tầm bạ rồi, người ta đánh giá cả, anh không biết dạy vợ. Đây rồi nhiều người người ta nặng lời, người ta nói úp mặt ở trong cái gì của con vợ đó,
tội lắm, nhục lắm, hiểu chưa Thành? Hiểu chưa? Chứ mày đừng có lúc mà mấy thằng YouTube đeo đeo bu theo mày mà mày quay đó này để mày lên mày nói quả báo ai làm mới chịu, nếu con Linh làm mà cũng phải chịu. Tôi xin nói khẳng định nè, cái mặt mày ba đời chưa có khiển được cái con Linh này đó, nó dẫn mày, nó xỏ mũi mày, nó dẫn như là một cái con nghé. Mày đâu có bản lĩnh đâu, nếu mày bản lĩnh mày giải thích vậy, cha mẹ còn đây nè em, anh Tuệ anh đi tu như vậy á, khắc khổ như vậy á, cha mẹ cũng cũng là ngày ngày gầu đêm nhớ này kia nọ, cha mẹ cũng cũng là khổ sở lắm, một người con vậy chứ làm sao mà còn tánh người mà còn lòng lòng tham của cái xã hội này á, người ta còn giết lẫn nhau kìa, còn tại sao anh mình không có tham không sân si mà lại bỏ hết tất cả mà để lại cho mình hưởng thụ mà mình không có cái tình thương nào hết, không biết làm cái gì đối với anh em mình để cho trọn vẹn cho cha mẹ mình một ngày được vui vẻ. Bây giờ đi đấu đá cho lên, đi sell kẹo cho lên, đi nói là ông Tứng thế này thế kia thế nọ để rồi nó diễn cho mà coi, càng ngày càng thấy cái phim này còn dài lắm. Con người á, là sân si vì cái lòng tham, vì cái lòng, con người á, là vì cái đồng tiền mà mất đi lý trí đạo lý của một cái con người, không còn xứng đáng hai vợ chồng bây á, từ đây tới sau á, nhục mặt đi, đừng có lên xã hội này nữa, đừng có lên một cái clip nào nữa hết, để cho đất nước này được bình yên, để cho trong cái xã hội này được lắng dịu xuống. Người ta quý thầy Minh Tệ bao nhiêu là người ta khinh bỉ cặp vợ chồng thúi tha của tụi bay bao nhiêu. Thật sự mà nói đây là ta nói đây á, là ta đây là lời nói chân thành, nhưng mà tôi thấy rất nhiều người bức xúc cái lời ăn tiếng nói của cái con Linh này. Đây là hôm nay là tôi nói, là tôi nói thẳng, tại hôm nay tôi cũng để ý, tôi để thử ý thử coi lời ăn tiếng nói con nhỏ này nói lên vậy, nhưng mà có bao nhiêu người ủng hộ nó, có bao nhiêu người phản biện, nhưng mà cuối cùng tôi nghe hầu như là người nào nghe cũng bức xúc hết. Con người nói thiệt cũng vì cái đồng tiền mà mất đi đạo lý, không hiểu được con người này quá trời, không còn cái gì mà để nói một cái lời nào mà nói nặng hơn nữa, con này không không tưởng tượng được. Con này mà cái lòng tham của nó là vô đáy vô tận, coi như á, đáng lý mình thấy ông anh mình ảnh có trách nhiệm, dầu ông Tứng này á tôi chưa chắc ngày sau như thế nào, tôi cũng không dám bảo đảm là 100% là ông Tứng này thì coi như là như mà tốt tuyệt vời như thế nào, nhưng trước mắt tôi rất là có cái niềm tin. Bởi vì á, nếu để ông Sương Minh Tệ ông đi trong cái cuộc bộ hành của ông đi thì tất cả mọi người đều đi theo như vậy, làm mất đi cái sự cản trở sự giao thông này thứ nhất, thứ hai về vấn đề an ninh trật tự cũng không có đề thể mà cái địa phương nào mà có thể đứng ra mà để mà làm cho nó được ổn định đâu đó, nó có nề nếp, thì đương nhiên cái mặt chính quyền người ta phải bắt buộc, người ta thấy cái chuyện đó người ta phải ra tay. Thì vừa qua rồi đó, đi các tỉnh đó, thì coi như nó công an rồi kể cả giao thông rồi này kia nọ đồ phải can dự vô, thì ông Tứng này ông rất là có một cái ý thức, và cái cô em gái của ông Tệ có một cái ý thức bây giờ thành lập ra một cái công ty để có người bảo vệ cho sư Minh Tệ từ cái vấn đề đi khất thực cái vùng này vùng kia để rồi xin đối với cái chính quyền, nếu người ta chấp nhận thì người ta cho thì có thể ổng đi được cái khu nào đó, thì trong thời gian bao lâu đó rồi ổng trở về một cái nơi ổng tu ẩn đó, rồi á, cuối cùng á, nó có nề nếp. Theo tôi thấy ông Tứng này á, chú sắp xếp cái đó là cũng đúng. Nhưng còn thí dụ tôi có nghe là cũng như nếu mà bây giờ một cái phái đoàn nào mình ta muốn thăm thì cái công ty này ta sắp xếp cái chương trình để cho có một cái thời gian nào đó rồi có thể gặp được sư Minh Tệ, thì để người ta chiêm chiêm ngưỡng hoặc là người ta để người ta nghe được những cái lời hay là phải gì đó trong cái đường đạo đức, thì nó cũng vừa hợp tình hợp lý, chứ còn đâu phải ganh ăn ghét ở mà từ cái chuyện chắc tâm lý của cô Linh này và cái thằng chồng, hai vợ chồng thì nghĩ như thế này, hôm nay mà anh Tứng
tính anh thành lập cái công ty này á, từ đây tới sau bà con người ta có về đây á, thì người ta ghé ở trên đó, chứ người ta đâu có còn về cái vườn sầu riêng này, đâu còn xuống cái cốc này nữa, thì mình phải thất thu. Thành ra bây giờ nóng cái bằng nhảy dựng lên như nước đổ vậy, như nước sôi đổ vậy đó. Thường thường người ta dùng cái danh từ nước sôi đổ đâu mà nó nóng mà nhảy dựng cái đó, thì cũng tự hiểu đi. Chứ chờ chờ cắt nghĩa đùi ra quá rồi, cũng khéo nghe. Chứ nó thật, con người này bây giờ coi như là hầu như là bị nước sôi đổ rồi đó, nhảy dựng lên có nghĩa là để đi nói xấu. Nhưng mà tôi chưa thấy ông Tấn ông làm gì mà xấu, nhưng mà cái hướng đi của người ta rất là có ý nghĩa. Theo tôi thấy, riêng bản thân tôi, không biết tất cả bà con trên cộng đồng mạng sao thì tôi không hiểu, nhưng mà riêng tôi nhận thấy, tôi theo dõi tôi thấy thì chú Tấn làm cái chuyện đó tôi thấy là phù hợp, theo tôi thấy có thể ủng hộ được. Là bị gì á, sống mà nếu mà không có luật pháp bảo vệ cho mình thì cũng không thể nào được. Còn vấn đề nếu mà nói là có người bảo vệ, nói cho vợ chồng của con Linh này nghe nè, nếu có người bảo vệ thì phải có cái mức thu nhập. Nếu người ta tự nguyện thì khác, còn nếu người ta đi bảo vệ mà người ta còn bà gia đình người ta, ta còn bản thân của người ta sống, người ta đâu có ăn không khí người ta sống được, người ta đâu uống nước lã người ta sống được, thì phải có trả lương. Mà nếu nói tới trả lương thì ông Tấn ông có khả năng, bởi vì ông là một doanh nghiệp, ông kinh doanh ngành nghề ông có, thì ông lấy ông chích trong cái phần lời mấy phần trăm trong cái doanh nghiệp của ông đó, có thể ông trả lương cho những cái người bảo vệ thầy đây được, thì cũng hợp lý thôi. Cái đó là có điều kiện. Còn vợ chồng của con Linh này, tụi bay có cái miệng không à? Tụi bay lấy cái gì tụi bay trả, tụi bay bảo vệ cho thầy mà tụi bay lấy chị gì bay trả lương cho người ta, thì làm sao bay làm được? Bay không làm được á, thì ít nhất tụi bay cũng phải biết cái tình người thì người ta mới tôn trọng tụi bay được. Còn cái này bay lên đây hả, bay đã phá hầu như á, là bay nhớ kỹ đi, nếu mà bay nghe lúc trước á, mà lúc mà ông Tấn này chưa có đăng lên cái bảng á, thì tụi bay nói là tụi bay làm cái đơn, ai đó mượn cái danh tên tuổi của anh tụi bay hay là chị tụi bay gì đó thành lập cái công ty đó, bay đưa đơn bay tố cáo nhờ chính quyền. Tao nói thẳng, thay vì tụi bay biết như vậy, bay đâu phải ở xứ nào bay không gặp được anh chị em tụi bay, tụi bay đợi tụi bay hỏi anh Tấn hay là chị gì đó, chị trong gia đình tụi bay á, em có nghe người ta cái thông tin người ta nói như thế đó đó, mà anh chị có thành lập không, có cái hướng vậy hay không, mà bây giờ trên mạng xã hội này nghe như vậy, bây giờ chúng ta phải tìm bằng cách nào, anh em chúng ta phải họp lại để bảo vệ cho anh tệ mình, thì bằng cách nào, bây giờ mình phải lấy thông tin từ đâu mà để mình nhờ mặt chính quyền người ta tìm hiểu, hay là anh chị phải biết. Nhưng mà khẳng định lúc đó nó biết ông Tấn này sẽ làm cái đường này, nhưng mà có nghĩa là nó muốn thưa anh nó, muốn đập đổ anh nó, không có bảo vệ ông Minh Tệ đừng có về chỗ đó, để về chỗ cái cốc cái am ở chỗ nó đó đó, đặng cho nó có cái quyền lợi. Tụi này rất là khốn nạn, nó thẳng là danh từ khốn nạn, chứ không có còn cái danh từ nào nhẹ hơn hết. Chứ tụi này không phải là nó lầm lẫn mà nó không biết, nó nghĩ là người ngoài mà, thành ra nó làm cái đơn nó đưa nó nhờ chính quyền đó đâu. Nó vẫn biết đó, nó vẫn biết anh Tấn làm đó, nhưng mà nó làm như vậy, thằng Thình này nó đáng giá không? Đáng giá là một con người mà một dòng máu với ông Tệ, với ông Tấn nào. Thằng này là thằng mất dạy, chỉ nghe lời con vợ thôi, con vợ khiến cái gì là nghe cái nấy. Đừng có nói chuyện mà nó nói quả báo này kia nọ, ai làm mà sẽ bị quả báo, khẳng định là vợ chồng mày sẽ bị quả báo. Mỗi người hồi trước ha, thí dụ hàng ngàn người về đó mà tin tưởng hỏi thăm hỏi lơm tới vợ chồng mày để nắm về tin tức ông Sư Minh Tệ. Nhưng mà tao khẳng định với tụi bay, bây giờ chỉ còn thưa lát đát một vài người thôi, chứ đa số là tao quay mặt ngoảnh mặt quay lưng với vợ chồng cái thằng khốn nạn này hết, chứ không có còn ai mà xài con đàn bà mất dạy lên đó.
mà nó ăn nói cái thái độ đó, nó nói nó là dữ lắm, nó không nhịn ai hết, nói tới nói là nó bực hết, nó không sợ ai hết. Mày mà sợ gì đồ thất học, mày nghe cái con chị chồng mày nói nè, cái cô đó cũng nói nghe rất rất là tế nhị, nói nhỏ nhẹ nhưng nghe rất đau. Ông Minh Tệ ông nói nếu anh em chị em trong nhà làm như vậy hay là cái mạng xã hội này làm áp lực quá đó, là ông có thể là ông ẩn tu luôn, rồi ông quy ông tịch luôn, ông thăng tịch gì đó, có nghĩa là ông chết luôn á. Nội dung là như vậy. Còn cổ có nói thôi bây giờ cũng đừng nên trách cái con Linh, bởi vì con nhỏ này nhỏ lớn á, phải chi nó có giao thiệp giao du với những người làm việc cho nhà nước, có nghĩa là những người có trí thức á, là mới làm việc cho nhà nước, thì có nghĩa là những người có ăn học. Còn cái con này nhỏ lớn lên học thức thì cũng học cũng kém, cũng không bao nhiêu, rồi lớn lên có chồng rồi ưng cái thằng Thình này, rồi trở về làm mấy công gãy mấy công giường đó, thành ra cái chuyện đó, rồi sanh con đẻ cái vậy thôi, chứ cũng đâu có cái gì đâu, thành ra cái lời ăn tiếng nói vậy. Cổ cổ nói khéo vậy thôi, tại chưa đụng chuyện va chạm đánh đổi mà chạm mặt nhau mà cãi với nhau nảy lửa, chứ nếu mà cãi nhau nảy lửa là cổ già cổ sẽ chửi vô mày cái đồ thất học nha, cái đồ mày là đồ thất học, đồ mất dạy, mày ăn nói như thế đó đó, chứ cổ không phải gì phải xài những cái danh từ mà qua Mỹ được vậy đâu. Bây giờ mà được con chị chồng mày nói những lời đó, mày nằm mày nghiên cứu những cái đoạn đó đi, thì mày mới biết con chị chồng mày nó bực mày cỡ nào, mà con người ta biết nhận thức, người ta ăn nói nghe nó khéo léo, nhưng mà nó nặng, nó như là kim châm trong đầu trong óc mày vậy đó, nhưng mà mày không hiểu, tao nghe tao hiểu. Con người không có cái tư cách, một cái người phụ nữ ăn nói thì cũng chẳng có mềm mỏng mà lên tuyên bố hùm hồ, không xua ai, không sợ ai, không nhịn ai hết, còn không bây giờ xin lỗi mày, bây giờ lỗi nào nữa xin, xe tàu nào mà chở hết nữa mà xin, ai mà cho mày, ai mà nhìn nhận cái lời nói của mày nữa mà xin. Thành ra hôm nay á, tao cũng xin nói vậy đó, vợ chồng mày nên nằm đêm suy nghĩ lại đi. Một ông anh mình bây giờ phải chi á, nó bỏ tài sản này lại cho cha mẹ cho mà anh không nhận, mà anh bỏ lại đây cho mình hưởng thêm nhiều chút nữa ăn cho mập cái thay, mà cuối cùng ông anh mình bây giờ ổng đi mà ăn, rồi ổng có vợ giàu có, bên vợ á, bây giờ coi như là tiền bạc giàu có của cải hãng xưởng đồ xe hơi nhà lầu đồ á, coi như là ổng quá sung sướng rồi, bây giờ vợ chồng mình còn nghèo khổ hơn so với cái mức sống của ảnh, thì coi như tụi bay á thì vô ân bạc nghĩa vậy á, thì tao cũng còn tạm tha tụi bay đi, tại vì con người tụi bay cũng ham ăn quá, mà tụi bay thấy người kia nó giàu quá, thành ra coi như tụi bay cũng bất chấp quên đi đi cái phần mà của anh mình nhường lại cho mình ăn. Còn cái này á, ổng đã bỏ ra, ổng sức cái thân ổng ra, ổng đi xin từng bữa cơm, ổng đi khất thực như vậy, mà ổng ép mình, ổng để ổng sống theo cái khuôn khổ như vậy, mà đau khổ nhất là một khi mà ổng ngủ ban đêm mà ổng phải ngủ ngồi như vậy, không ai bắt ổng thiệt, nhưng mà tại cái số mạng của ổng, định mệnh ổng là phải như vậy. Mình phải biết thể xác con người của mình đây nè, ngồi một đêm thử coi mình ngồi nổi không, rồi một khi mà bị vô trong cái nhà quan ngủ rồi muỗi nó cắn cỡ nào, vô trong cái rừng quan muỗi nó cỡ nào, tụi bay con người chứ tụi bay con thú sao mà tụi bay như vậy, mà tụi bay không biết động lòng, tụi bay mang cái hình thể con người chứ đầu óc của tụi bay là con thú, chỉ biết cái ăn thôi, nó đã cái lỗ miệng mình, nó no cái bụng mình thôi, còn con nào đói kệ mẹ nó, tụi bay là đồ cầm thú. Hôm nay tôi mượn cái clip này để tôi nói với vợ chồng của thằng Thành vài câu đó, với tôi cũng chia buồn cho gia đình của cha mẹ của sư Minh Tuệ. Vô phước ông bà cũng có đức, tạo ra một đứa con là không thể nào đất nước này có một cái gia đình nào được như ông, nhưng mà cũng còn một cái kiếp nạn gặp một cái con dâu này là cái con hồ ly tinh này, nó vô đây để nó phá đạo, thì thôi ông bà cũng nén lòng lòng lại đi, dầu gì đi nữa cũng còn cộng đồng, cũng còn xã hội này, cũng còn nhìn nhận được cái phước đức của ông bà rất lớn, có một người con vậy là rất quý, nhưng mà cũng còn bị cái nạn kiếp
là bị một con hồ ly này nó lọt vô một cái gia đình. Nhưng mà ở đâu cũng vậy, ông bà nên suy nghĩ đi, chỗ nào có Phật là có quỷ, có yêu tinh, thành ra nó phá, thành ra ông bà cũng phải gán nén lòng mà chịu. Vậy thôi, hôm nay tôi mượn cái clip này tôi cũng chia buồn với gia đình ông, rồi với bà và chú Tứng, với cái cô mà em của sư Minh Tệ, còn cái thằng thằng Thình này với cái con này thuộc về cái loài ác quỷ nó theo để nó báo cái gia đình này, đó là chẳng qua cũng là cái nghiệp chướng. Vậy thôi, tôi cũng xin mạng phép, cũng xin hết. Nếu con này nó đừng lên mạng nữa thì tôi không lên, tôi không nói, mà nếu nó còn lên nữa thì tôi sẽ lên tôi nói tiếp. Vậy hôm nay tôi cũng có một cái lời này để chia sẻ đến với bà con mình, thì đây có cái đồng cái quan điểm như tôi không, chứ tôi thấy cũng rất là bức xúc. Vậy thôi, cũng ở kênh anh tôi cũng nói nhiều đây, cũng hơi kính chào tất cả bà con mình, cũng chúc anh em ngủ ngon, bà con mình cũng ngon giấc. Dạ thưa Kiều Anh, xin chúc anh cùng gia đình sức khỏe anh nghe. Dạ cảm ơn anh. Dạ thưa Kiều, xin chào.